Xét nghiệm cổ tử cung rất là đơn giản, nhưng có thể cứu được sinh mạng của quý vị. Đây là một điều nhắn quan trọng. Cái điều quan trọng là nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ không lo gì hết. Biết được càng nhiều càng tốt, còn hơn là không biết. Xét nghiệm cổ tử cung có thể cứu mạng bạn, đơn giản là vậy. Tôi nghĩ rằng có rất là nhiều người phụ nữ trong cộng đồng Việt Nam không có cái xét nghiệm cổ tử cung. Bởi vì thứ nhất là một phần các chị ái ngại khi mà tới bác sĩ, tại vì đó là một cái phần giống như là riêng nhờ, tư nhờ, cá nhân. Thành ra các chị cũng rất là ngại khi mà đi làm một cái cuộc xét nghiệm như vậy. Một điểm nữa là các chị không hiểu cái địa sự quan trọng của xét nghiệm cổ tử cung. Điều đó là đúng đó. Ngay bản thân tôi cũng là rất là sai khi mà đi đến cái thử về ung thư tử cung. Và tôi nghĩ cộng đồng tôi thì đa số người Việt cũng có tính sai, kính mắc cỡ như vậy đó. Thử nghiệm ung thư cổ tử cung rất quan trọng, bởi vì khi phát hiện sớm sẽ có cách xử lý sớm. Trong độ tuổi từ 18 đến 70, bạn cần xét nghiệm cổ tử cung 2 năm một lần hoặc 2 năm sau khi có sinh hoạt tình dục. Đây là một trong những cách dễ nhất để xét nghiệm ung thư cổ tử cung. Tôi có một người bạn vì không có làm những cái cuộc xét nghiệm tử cung thường xuyên, cho nên tới khi biết được thì chị đã bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Chính vì những điều đó cho tôi một cái nhận thức rằng mình phải thường xuyên có cuộc xét nghiệm cổ tử cung để tránh và phát hiện sớm nếu mình chẳng may mang bệnh ung thư. Tôi nghĩ là trên 20 năm về trước, có dịp tôi dẫn con đi đến bác sĩ, thì bác sĩ khuyên tôi phải làm pap test mỗi 2 năm. Và do đó tôi về, tôi có ghi cái đó, ngày đó vào trong một cuốn sổ của tôi để chắc chắn rằng tôi phải trở lại thử pap test mỗi 2 năm. Và đúng, cho nên điều đó tôi nghĩ rất là quan trọng. Tôi muốn thử nghiệm pap test 2 năm một lần vì tôi muốn giữ sức khỏe. Tôi có gia đình và có con, tôi muốn có nhiều sức khỏe để chăm sóc con tôi. Xét nghiệm cổ tử cung thường xuyên có thể ngừa khoảng 90% ung thư. Tại Úc, thường xuyên xét nghiệm cổ tử cung có thể ngừa cho chừng 1.200 phụ nữ khỏi bị ung thư cổ tử cung hàng năm. Ung thư cổ tử cung là bệnh dễ ngừa. Những giai đoạn đầu của ung thư cổ tử cung thường không có triệu chứng. Xét nghiệm cổ tử cung là cách duy nhất để phát hiện tế bào bất bình thường trong cổ tử cung. Điều quan trọng là bạn chọn đi khám ở vị bác sĩ hoặc y tá nào mà bạn cảm thấy thoải mái, chứ không nhất thiết phải là bác sĩ gia đình của bạn. Nếu bạn đã từng có sinh hoạt tình dục, bạn nên xét nghiệm cổ tử cung thường xuyên. Ung thư cổ tử cung không có liên quan gì đến vệ sinh. Tất cả chúng ta đều có nguy cơ, nhưng mình có thể phòng ngừa được. Tỷ lệ ung thư cổ tử cung ở Úc thuộc hàng thấp nhất trên thế giới nhờ chương trình xét nghiệm của chúng ta, nên sử dụng nó. Sức khỏe là vàng, có sức khỏe quý vị sẽ thực hiện được những điều mình mơ. Bởi vì cuộc sống rất là tươi đẹp.